Rồi hai em trai này là có đi làm gì không con? Là gia đình mình Thằng hoàn này bây cảnh thế giờ nào, thằng cứ con trình dâu bày cho bây khán giờ giả còn trên một con bên được em biết. này à, một thằng bé này đi làm thôi, còn thằng kia thì năm nay mới Vậy học lớp hả? 7 rồi. Là thằng em áo đen này đi làm. À, áo Mình đen nó đi nuôi làm, hết mình gia đình nói rồi. bây giờ cùng mình Nó học. bị phù ăn bên vậy hả Nó bị trời ơi? phù rồi, Phù, riêng là nó ngày thằng phù nó giống lòi cái cục ruột qua bú em hả? bên đó Rồi đó, ruột ăn lòi bên ruột vậy qua hả? đây chỗ này. Giờ khi đi khám bác sĩ nói cô sao là phải Giờ chữa kêu như thế mổ nào? nữa. À, Nó bị rồi bị đang xa cắt ruột cục ra bú ngoài còn nó phù lại nó sao cái qua ổ nó bên nó ra mổ, đây dùng nó bên bị phải. cái Ổ, này thì ổ nhờ cái xa chị ruột chăm bên ổ sóc bụng dùng chị bên cho. phải, ngay dính mổ dùng bên Rồi cái phải. ruột nó bị Đúng đẩy rồi. bên hông vậy đó. Dạ. Ở lại cô 200 để cô gửi lại chị đó nha. Tôi điện thoại Rồi cho anh con nha. sẽ Tôi điện gửi thoại cái cho clip anh đi này đến đi. bà con cô chú Hôm Mạnh Thường Quân. Là qua có rồi, khán giả cái nói thằng tụi kết với mình hôm cô qua là giúp cháu đỡ đi cô làm đi được làm gì? để Đi làm gì uh, gom chữa bệnh hay không. góp tiền Em, chào tụi quý mẹ bà là cô chú với 73 anh chị. còn Hôm tuổi với nay tờ là giờ 72 có sinh năm cuộc gọi 72 của khán giả Nhâm trên Thịnh đó. kênh đến xem Đây cái là hoàn cảnh của gia đình cô này để giúp sang là đỡ cô đi chữa bệnh và cô có bác sĩ. Thì hôm nay vào đi đến Bi, em Bi đến thăm gia đình cô và chú. Rồi chào hai em. Ủa chú năm nay 73 tuổi mà hai em trai còn nhỏ chú hả? Ừ đúng rồi, tôi là cô lập bộ gia đình muộn à, cô muộn lập gia đình muộn màng quá. Hai em ngồi đi, hai em ngồi ngồi hai 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 bự con quá trời, chắc dư cũng được là 24 người đó à, người đó đúng không? Rồi hai em trai này là có đi làm gì không con? Là gia đình mình thằng hoàn này cảnh bây thế giờ nào, cứ thằng trình dâu bày cho bây khán giờ giả còn trên một con bên em được này à, một thằng bé này đi làm thôi, còn thằng kia thì năm nay mới học lớp 7. Là thằng em áo đen này đi làm. À, áo Mình đen đi nó làm. nuôi hết gia Mình đình nói rồi. bây giờ của mình nó à, ở nhà À. trọ này kia nọ là còn có chỉ có mỗi mình nó thôi. À. Thì chú sinh ra đi Sao đi vừa rồi con nghe nói hoàn cảnh của mình là hai 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 đứa con bị khờ gì mà có con một sao đứa à? Cái thằng này chứ một đứa chứ phải hai đứa, một đứa. Vậy, con thấy em trai này bình thường mà ta. Ừ. Nó bị não. Có giấy bác sĩ chắc hộp kia rồi hội đồng giám định đưa hội đồng quân sự xuống đây nè, đưa giấy tờ ra đó rồi để miễn luôn 2 năm đi. Chú thì về hưu. Chú làm bên thiết bị giáo dục quận 10 á. Chú về mới xin chạy xe ráp á, vô tổng mới chắp tay nó bái nè, thôi chú đưa giấy tờ đó. Hỏi vụ gì vậy? Chú lại chú chạy chú có vấn đề sao, nó chú đâu cho khách, chú chở hàng, chú không cho luôn, chở hàng lại chú té chụp đường rồi làm sao? Mình tưởng bây giờ có cái gì trước nghỉ về hưu xong á. Mà vừa rồi con nghe nói là cô chú đi rượm rác về chợ Bình Điền hả? Rượm đi, cải, rượm cải khô vậy làm gì? Chạy dưới cải, rượm cải ra rượm cải, chạy dưới cái bà chị dưới, chạy dưới mà chợ Bình Điền ai mà bán nhiều dưới là thì rượm gì ăn bậy bạ đó. À là đi rượm rau về ăn á hả? Dạ. Rượm về nhà để ăn. Rồi chú hiện bây giờ chú đâu có đi làm gì, chỉ có lương hưu thôi, chú có lương hưu không? Lương hưu lãnh một lần chưa à, lãnh bảo hiểm một lần cái cho gì? Cho bà bán trái cây rồi bị nó đè đầu đập cổ, bà tưởng đâu bà gãy xe lôi, tưởng đâu bà chết cái trận đó nữa rồi. Nó cướp bắt ráo nguyên bán được 7-8 tháng nó cướp rồi, tiền luôn. Chú năm nay 73, còn cô năm nay nhiêu? 53. À là hơn 20 tuổi luôn. 53, hai anh em này bao nhiêu tuổi con? Em học lớp 7 đó. Em lớn sinh năm bao nhiêu con? Lớn sinh năm 2004. Năm nay được 2004 là năm nay 20. Dạ, em này sinh năm 2011. 11 năm 14 tuổi. Dạ, em này học lớp 7. 7, em này không có học, em này học chỉ không có được. Chỉ có thằng lớn là học không được thôi. 7 năm lớp 1. Tại em nó bị não, chậm phát triển não. Rồi em nói chuyện bình thường cho em giao tiếp coi. Hả? Nói đi vô nói chuyện cho chú nghe cái giọng nói của con đi. Có gì em thì em đang làm ở đâu? Em đang làm tiệm gì? Hả? Để để em làm gì? Em làm em gì? Làm gì? Rổ xe. Rổ xe là gì? Làm gì vậy? Rổ xe đạp á. À cái rổ xe đạp. Rổ xe đạp hả? Em làm gì là ăn lương ngày hay lương tháng? Lương tuần anh. Lương ngày hả? Thì lãnh một tuần lãnh lần, ngày một tuần lãnh lần. Rồi làm vậy ta có bao cơm nước em vậy không? Là bao em làm vậy được bao nhiêu tiền ngày? 200 ngày. Rồi em đi gì đi đến đó đi làm xe đi xe ông đa hả? Xe ông đa 50 đó, xe 50 của mẹ nó đó. Dạ. Chạy ở đâu có mất còn lái đâu mà dám cho chạy xe cái xe 50 bèo bèo nằm trước đó, xe 50 đó. À, rồi có cái căn nhà này là nhà như thế nào cô? Nhà mướn hả? Là nhà mướn là bao nhiêu tiền một tháng? 2 triệu một tháng. 2 triệu một tháng mà hiện bây giờ chỉ có em này đi làm được 6 triệu 6 triệu một tháng, là 4 người là còn lại 4 triệu là ăn uống 4 người. Còn chưa, 4 triệu là 4 người. Điện, điện nước nữa. Điện nước 700 nữa là 2 triệu 7, à. 800. Đi đâu?
đúng là chú có chạy làm mà mọi trang trí nội thất với lại làm bản đồ giao cho mấy nhà sách đó, nhưng mà đụng ra cái mùa dịch thì nó trả một đống bản đồ nằm trong cái tầm gác rồi ngậm luôn, giờ nó cũng nhận nó giao bản đồ vậy đó, bản đồ đủ với bản đồ giao thông thành phố, bản giao đồ cho nhà sách nước, giao cho nhà sách Minh Khai, nhà sách Nhân Văn Pha Sa này cái nọ. Ủa, cái đó cả... của nhà sách bạn chú giao nhà sách hay là chú lấy lại chú làm chú đi, người ta đặt chú rồi chú đi ra ngoài mà chú mua bản đồ chú đi ép xong rồi chú mới mình đem đi giao. Rồi tôi nghe chị hàng xóm của cô nói là cô bị đau cái gì, bởi cái bụng sưng lên là sao? Giống mà lúc mà coi như là cô bị đủ hết trơn. Dằn lại một mớ để lấy tay với không thấy đường, mắt bên đây nó bị mờ không thấy đường. Chứ cô bị tiểu đường nữa. Không lấy nữa thôi giờ trả về một đống một trận đó. Rồi bị thẳng giai đoạn 3 nữa. Cô tiểu đường tiếp mấy cô? Bây giờ coi như là cô không có làm gì được hết á. Đi thì nó đau thì bữa hỏi cái vết của cô như thế nào là à, nó phù ra bên vậy hả trời ơi, nó phù giống cái cục bú hả, rồi quăng bên vậy hả. Giờ khi đi khám bác sĩ nói cô sao là phải chữa như thế nào? Nó bị rồi bị xa ruột ra ngoài cái ổ mổ dùng mòn phải ổ cái xa ruột bên ổ bụng dùng bên phải ngay dính mổ dùng bên phải, cái ruột nó bị đẩy bên hông vậy đó. Dạ. Đó là cái giấy còn đây bị đòn nghe sen nghe chưa. Rồi cô ăn uống có bình thường không? Thì ăn uống thì cô cũng không ăn được bao nhiêu gì mấy đó, với cô bị tiểu đường nó cũng ăn thì cũng ăn mỗi cái chút vậy đó. Với cô tiểu đường thì có cái đi khám định kỳ uống thuốc có như thế nào? Chích mỗi ngày, chích mỗi lấy ngày cái, lấy cái ống chích cho em nó coi, lấy ống chích từ chỗ đó chích mỗi ngày rồi đem chích rồi con biết anh. Tại vì cái thằng cô yếu nó không chích có cho uống thuốc mỗi được, ngày nó phải chích 30 bao nhiêu? Sáng 30, trưa 20, chiều 20. Sáng 30, trưa 20, chiều 20. Dạ. Còn lại 30 thì cái tiểu đường tiểu đường thì uống thuốc khá cao hả? Chích ba tiểu đường hả? Con lần bà lên tới 400 mấy 500, bà nằm mà bất động luôn, đọc tiền đưa bà đi. Tôi thấy vậy tôi mới hoàng hồn, bà dưới là bà đới lưỡi luôn là nằm liệt, tôi lấy quẹt nước chanh á, lấy nước chanh không cho nó cho đổ tôi uống luôn, từ tỉnh hồi tỉnh lại lên một lần. Và như tiểu đường đó thì bao lâu có đi khám lần? Nửa tháng. Nửa tháng một lần. Cứ nửa tháng được tay khám lần, nửa tháng khám rồi. Pháp chỉ có chích thuốc, chỉ có phát thuốc cho chích thôi. Chích với uống. Chích với uống. Ngày chích hai lần con. Dạ. Ngày chích mấy lần con? Ngày chích ba lần. Lúc trước là ngày chích hai lần sáng chiều, bây giờ thêm lần cứ trưa đó là hai lần. Chứ lúc trước ngày chích có hai lần à, sáng lần chiều lần. Khám thì nó đưa bốn ống này. Dạ. Dạ. Bốn ống cho bắt đầu hết tháng, bắt đầu đó còn ba ngày nữa tới khám nữa. Rồi bắt đầu đi khám tiếp, rồi bắt đầu nó đưa rồi với thuốc thẳng. Chương tuần lễ là tuần lễ hai cây. Hai tuần lễ là bốn cây. Bốn cây vậy đó. Hết là đi đi. Hết là đi vậy. Bữa hổm cũng nằm sắp chết, cũng nằm cũng hai tháng mấy. Vì bác sĩ vô khám bác sĩ nó điểm mặt nó người gì từ của tử ha, thôi ráng cố gắng mình gặp nhau ngoài đời đừng vô đây nữa vô. Bác sĩ bình thường ở trong mổ xong xuôi nằm phòng chăm sóc đặc biệt cũng một chục ngày mới tỉnh. Nè. Đi phương cái này thì chờ mổ, chờ chuẩn bị mổ để sau khi mổ à. Chụp dạ, giờ hiện trạng giờ cái bệnh trạng của cô nó phát ra sao? Vừa tiểu đường vừa bị sao ruột, vừa bị tiểu đường vừa lỗ tai không có nghe anh chị, với mắt nó mờ á, nó có cơm á, nó đẻ thêm hai cái con mắt với cái lỗ tai nữa đó. Rồi bữa hổm cái đi khám thì bác sĩ nói bây giờ mỗi ngày mỗi rửa với uống thuốc. Vậy mỗi ngày mắt thì bên đây mờ. Một con bị mờ. Coi như là đi khám tiểu đường, cô có xét nghiệm, có giấy xét nghiệm máu của tiểu đường không? Có chứ. Có đầy đủ hết. Có đường thì người có lên bao nhiêu chấm rồi? Hồi sáng thì cô thử là 200.
Ủa, vì hôm nay em trai cô, con trai cô không có đi làm hả? Vậy tuần lễ nghỉ ngày lương 6 triệu ha, ngày nào đi làm mới trả 200 ngày đó. Vậy tính ra làm tháng vậy có được có 4 5 triệu 2 thôi. 5 triệu 2 tiền trọ, tiền điện nước hết 2 triệu 7. Đó giờ nhà nó thuốc men. Rồi chú thì thật tình mà nói bà dạy kêu cái gì làm. Chú ở nhà ai kêu gì làm. Kêu gì làm điện đốm nước sữa gì làm được. Vì là làm chú là đúng ra đa hệ nhưng mà có cái lớn tuổi rồi xin chạy xe ráp chứ là la mô nó không cho vô nó không cho chú tuổi chú lớn quá là cao tuổi quá là nó chú cho hàng là chú bé rồi chú chống mặt té là làm sao hàng quá rồi chưa nói xe rồi chú bảo thầy chú nữa rồi sao thầy chú thông cảm chú gì trước thì cũng chạy vòng ngoài. Thôi thì hôm qua nghe chị hàng xóm nói là cô qua nhà chị cô xin hay cô mượn gì 200 nghìn để đi khám bệnh gì đó là đúng sao cô? Đi khám cái lỗ tai mới tháng mới chắc nên về mới chụp hình rồi có bụng cũng đi chụp hình mới lỗ tai mới đây nè có đầy đủ đó để bệnh tiền đưa cái tờ giấy xanh cho mẹ coi đưa cái bịch thuốc cái bịch trắng cho mẹ luôn là cái 200 là mới khám mấy ngày là 2-3 ngày là cái lỗ tai nó mình không mà phát sinh được lỗ tai biết cái đầu cái mồ luôn này là giờ bụng nè mới chụp hình mà chụp hình bụng rồi siêu âm bụng bây giờ sạn thành tái có sạn nữa còn bước lên bụng bây giờ đi thành tái có sạn nữa để đó bác sĩ kêu phải siêu âm chụp hình là coi xong rồi nó nói phải mổ. Nó nói bây giờ chưa có khả năng bỏ, không có tiền. Đó. Tức là bác sĩ kêu là phải mổ liền không con? Thì bác sĩ đó nếu không mổ á thì đừng có đi nhiều có ruột á. Nó nói rồi với nhau á. Rồi bác sĩ dặn nếu mà thấy nó đau quá mà chịu không nổi á thì vô cấp cứu luôn. Vô cấp cứu là người ta coi ra mổ. Và mình là chưa có khả năng. Đó, cái đó là có bụng á. Rồi mà cái bác sĩ nói là mổ cái chi phí là khoảng bao nhiêu cô? Nó nói là ca mổ không á là khoảng 9-10 triệu. Rồi tiền phòng, tiền thuốc thằng An đó dự bị cũng khoảng 20 triệu. 20 ngoài. Đó, bây giờ cô á thì đúng câu của nói bác sĩ nói luôn 20 ngoài. Đó. Em bên bà có bảo hiểm là mang nhiệm mở độ 2. Mà đây tới tháng 12 hết bảo hiểm nữa rồi, cũng đầu rồi. Tháng 31 tháng 1 thì hết bảo hiểm. Rồi cô có lên xin hội phụ nữ phường ta hỗ trợ gì không? Mới mình hội phụ mình nữ cho cô hồi đó cô của cô ở quận 11 mà cô muốn nhà trên đây lâu quá rồi. Đó, không có còn liên hệ với hội phụ nữ ở phường. Lên tin xin giấy xác nhận nha, bà bị bệnh mà nó không có ở đây rồi lâu quá rồi đó, nó còn ở đây nó cũng xác nhận luôn đó. Mình ở đây ở trọ mình cũng. Mình ở trọ thậm chí cái hôm mùa dịch á, để chú nói hôm mùa dịch ở đây phát gạo rồi nè. Phát gạo chú ra kêu ai qua chủ nhà nè, nó cho mướn kêu ra lãnh gạo ra nó lãnh gạo nó bả ngồi ngoài đêm mặt anh ở trọ để chờ đi để tôi giải quyết dân của tôi xong rồi đó. Rồi cũng, nó mới chờ mình, nó đâu có chờ. Cũng không có một cách nào đâu, không có đồng nào luôn. Em trai, em đi làm như tháng phụ mẹ được nhiêu tiền? Đưa về hết. Đưa về hết luôn hả? Đưa về hết luôn, nó tội nghiệp nó cái đem về. Rồi xăng cộ đi làm nó mỗi ngày đổ đưa tiền nó canh một coi đưa tiền nó đổ xăng. Rồi đi làm. Ăn cơm thì chưa về nhà ăn cơm hay là đi ăn cơm ngoài? Đóng cơm làm đưa tiền hết cho mẹ luôn hả? Rồi ví dụ gặp bạn gái tiền đâu dắt bạn gái đi uống nước. Ở còn có bạn gái không? Không có bạn gái. Thì là nãy chú kêu là đóng tiền cơm ở trong. Đóng tiền cơm. Dạ. Có người ở kế bên đó, họ nấu cho ăn, nấu ăn buổi trưa thôi à, chứ buổi chiều thì về nhà ăn. Nấu buổi trưa. Đi làm mà phải ăn cơm chỗ đó nữa. Rồi có đâu còn nhiêu tiền ở đâu? Ở trên Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Như đóng tiền đó từng bữa anh là bao nhiêu tiền? Làm còn có 5 triệu 2 tháng à, nó được 5 triệu 2 thôi. Không tiền xăng đi đò đi lại đó, bốn người sống có được 5.2 triệu. Bài đó cô có cái nguồn thu nhập nào không? Như đi có rượm cao cải đi bán gì không? Hai nhà em trai này nó đi làm nó nuôi thôi. Đó cô có đi buôn bán, rồi cô bệnh 3 năm nay à, cô không có buôn bán gì hết. Cô chạy xe lô đi Bình Điền nè, cô mua trái cây về bán, rồi xong hồi cô bệnh tới giờ 3 năm nay à, cô không có buôn bán gì hết trơn á, rồi ở nhà rồi chơi.
tưởng là chết rồi, bây giờ cũng ông bà cũng giờ cho được sống với con cái được. Chứ giờ đây. Chú ơi, xưa sao chú quen được cô hay vậy? Trên là 20 tuổi luôn dữ vậy? Nằm viện. Mối tình bệnh viện. Mối tình của cô với chú ở bệnh viện. À. Bị chú bị mỏi cổ nè. Còn mỗi cô thì nuôi mẹ cô ở bệnh viện. Đâu, một mình một bóng mà bả đi đâu? Nuôi bà già rồi trải qua trở lại cảm kích. Rồi quen nhau lấy nhau. Chứ không hồi đó cũng đi buôn bán vậy đó, cũng là bà già bệnh hoạn rồi nằm ở bệnh viện, rồi xong xưa chưa mổ cái thằng cổ ở mổ thằng cổ có một mình nằm ở trong bệnh viện á, rồi hai người nằm sát giường nhau, bắt đầu chạy qua lo bên đây lo bên kia rồi mang nhau lấy nhau vậy đó. Bi Bi xong vô trong người chơi hả, chặt quá hả Bi, nãy giờ nghe gì không? Dạ, thì hôm nay tụi con đến thăm hoàn cảnh cô chú, thì con nghe cái chị hàng xóm kể sơ cái bệnh tình của mình đó. Dạ. Thì hôm nay tụi con đến khảo sát quay clip rồi để cho bà con cô bác anh chị ta xem về hoàn cảnh gia đình mình đó. Giờ khả năng là bác sĩ báo anh ạ. Dạ. Tôi hỏi bây giờ mà mổ hướng giải quyết, bác sĩ nói về bây giờ mổ xử lý sao, bác sĩ ông mới nói ngay một chút luôn, mổ chặn tấm lưới lại, chắc lưới bằng cao su bằng gì mềm á. Chặn lại, chân không trào ra nữa rồi. Nó không có lòi ra nữa. Chặn lưới lại. Tôi có lẽ lúc trước mai cái hoành cách mô, cái miếng mà bày nhì vậy để chặn lại, nó không có may, cái lớp đó, lớp cuối cùng nó không có may nữa rồi. Nó không có chặn lại, nó xa ra, là lòi ra chỗ đó đó. Yeah. Mình ngày xưa mình học mình biết mà. Nhà cái năm chiều 2 tháng nuôi thằng em ăn học nữa, nuôi mẹ với Vinh nữa, nhà trọ nữa. Bây giờ ở nhà cũng nhờ mình đó. Nó lo. Cô giờ cô không có buôn bán gì được hết trơn, không có làm được gì hết. Dễ lắm như là người tàn phế vậy đó. Và đó thì có buôn có bán, bây giờ là 2 năm nay. Lãnh đường hưu ra đưa cho bà làm vốn, lúc bà có chiếc xe lôi chạy đi. Cái ngày 13, 14 rằm đó, ngày mai bán đi theo bà. Bà chạy trước, bà chạy được chứ chạy không được. Chạy mà nó canh nó kè sao rồi muốn. Thấy hai thằng chạy chú trong lề nè, trong lề mình nghi mình chiếc xe của chú chạy một bên ngoài canh đó, thì đạp bả vừa ngã rồi giật cái bả té, bả cắm đầu bả té, chú định xe chí theo nó chặn đầu nó làm cái rè nó chạy mất tiêu luôn ở dưới đường Nguyễn Văn Linh đó, là lúc 2 giờ rưỡi đêm, mình chạy không được, chú cắt ráo mà từ cái tầng bả chết bả nằm thôi thở đâu được, quạt té nát luôn chứ bộ, mà nửa đêm chiếc xe lôi rồi đúng là sao rồi bả nữa, cũng may rồi bà cũng đổ rồi, ngồi mà nằm một hồi. Dỗ ai rồi sao mắt sẽ chứ mà tỉnh thôi chịu khỏe được chưa à, rồi về thôi để cho bà qua chiếc xe kia chút rồi lết chiếc xe lâu về nhà mà cứ về nhà tan nát cái xe luôn. Rồi 200 mà cô mượn là cô đi mượn người ta ha, cô xin người ta thì mượn hả, rồi mượn cô trả 200 đó chưa, chào bé này tại cái chị đã dắt qua cô mượn tiền chị đó liên hệ con nè. Chờ bé anh làm về mà gỡ mà gặp tết thì chủ lên chủ cả đó, trả nữa còn thiếu nữa đó, trời nó đâu có sống, mình thấy mẹ thấy cha. Bây giờ hiện tại nền kinh tế gia đình bốn nhân khẩu sống, anh là nhờ chỉ có mình thằng em. Dạ. Nhìn đứa con lớn, mà đứa con lớn ở trong cái lớn là bị bệnh nữa, bị não nữa. Thôi vậy con gửi lại cô 200 để cô gửi lại chị đó nha. Con sẽ gửi cái clip này đến bà con cô chú Mạnh Thường Quân. Có khán giả nói kết với cô, giúp đỡ cô được để chữa bệnh hay không thì nó một cái duyên đi qua bệnh trả còn thiếu lời là 2 triệu thôi, là trả từng này chú gửi từng 700 còn cái nó dạ vậy cũng thiếu lời 1.3 triệu nha, mấy cái chắc hồi hôm đem qua là chiều hôm qua đi khám bệnh 2 triệu trả 700 còn 1.3 triệu.